Cực khỉ sơ tâm, bình đẳng tánh. Vô công dụng hành ngã hàng thôi. Như lai hiện khởi tha thọ dụng. Thập địa Bồ Tát sở bị côi, cơ. Dịch nghĩa. Đến sơ địa, thành bình đẳng trí. Đến vô công dụng, hàng phá ngã. Như lai hiện thân, tha thọ dụng. Giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Lược giải. Hành giả khi chứng được hoang hỷ địa, tức là sơ địa thì thức này chuyển lại thành bình đẳng tánh trí. Đến bất động địa, tức là địa thứ 8, cũng gọi là vô công dụng hạnh, lúc bấy giờ hành giả mới dẹp trừ chủng tử của ngã chấp. Đến khi chứng quả Phật, thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân, tha thọ dụng để giáo hóa hàng thập địa Bồ Tát. Bài thứ 6. A lại gia thức, thức thứ 8. Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luận Ta Đà Na thức, ký vị sẽ hiểu rõ nay chúng tôi chỉ kể sơ lược một vài tên một đệ bát thức thức thứ tám vì theo thứ đệ một là nhãn thức hai là nhĩ thức cho đến thức thứ tám là thức này nên gọi là đệ bát thức hai a lại gia thức tàu dịch là tàn thức thức này có công năng chứa đựng chủng tử của các pháp. thức là thể mà chứa là dụng hiệp cả thể và dụng nên gọi là thức chứa tàn thức có ba nghĩa a năng tàng năng chứa. Thức này có công năng chứa đựng và gìn giữ chủng tử, hạt giống, của các pháp. B. Sở tàn, bị chứa. Thức này là chỗ để chứa các pháp. C. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là chấp tàn, thức thứ bảy chấp kiến phấn của thức này làm ta và thường ái luyến. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với. Một ba cảnh, thức này chỉ duyên về vô bản chất tánh cảnh. Hai ba lượng, thức này chỉ có hiện lượng, ba ba tánh thức này thuộc về vô phú vô ký tánh bốn ba thọ thức này chỉ có xả thọ năm ba cõi thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi sáu chín địa trong chín địa đều có thức này bảy tâm sở thức này chỉ tương ưng với năm món biến hành song trong năm thọ thì nó chỉ có xả thọ tám chín duyên thức này chỉ có bốn duyên a căn mạc ma b cảnh căn thân thế giới và chủng tử C. Tác ý, D. Chủng tử. chín thể, tánh vơi vơi không cùng, hào hạo tam tạng bất khả cung. 10. Tướng, thức này như vực sâu, nguyên thâm thất lãnh cảnh vi phong. 11. Nghiệp dụng, thức này duy trì chủng tử căn thân, thế giới và làm chỗ để thọ các pháp huân vào. Khi lên thánh vị, thức này đối với một Quán hạnh, không có quán hạnh hai Đoạn hoặc và chuyển thành trí, khi lên bất động địa, Bác địa thì hành giả đoạn được cu sanh ngã chấp lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên tàn thức đến kim cang đạo rồi thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp không còn cảm thọ sanh tử cho nên cũng không còn tên là dị thuộc thức vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết lúc bấy giờ thức này được gọi là vô cấu thức và chuyển thành đại viên cảnh trí ba chứng quả và diệu dụng vì thức này đã thành đại viên cảnh trí nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như vi trần muốn cho người học dễ nhớ, nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba, nói khi đã lên thánh quả. Bài tụng thứ nhất Tánh duy vô phú ngũ biến thành Giới, địa tùy tha nghiệp lực sanh Nhị thước liễu nhân mê chấp Do thử năng hưng luận chủ tranh Dịch nghĩa, vô phú tánh và năm biến thành. Ba cõi, chính địa tùy nghiệp sanh. Nhị thừa không rõ sanh mê chấp. Bởi thế nên chi luận chủ tranh, cãi. Lược giải. Trong ba tánh, thức này thuộc về vô phú vô ký tánh. Trong 51 món tâm sở thức này chỉ tương ưng với năm món biến hành, song trong năm thọ thì nó chỉ có xã thọ. Tùy thẹo nghiện lực kéo dẫn, mà thức này sanh trong ba cõi và chính địa hàng nhị thừa không hiểu, chấp thức này không có. Bởi thế nên luận chủ dẫn rất nhiều bằng chứng trong các kinh luận để tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức thứ 8 này. Bài tụng thứ hai Hạo hạo tam tàng bất khả cùng Nguyên thâm thất lãng cảnh vi phong Thọ huân trì chủng căng thân khí Khứ hậu lai tiên tác chủng ông Dịch nghĩa Chơi vơi ba tàng không cùng tột Vượt sâu, bảy sóng, cảnh làm gió Chịu huân, trì chủng và thân cảnh Đến trước đi sau làm chủ ông Lược giải Ba tàng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng Bởi thức này có công năng duy trì các chủng tử, nên gọi là năng tàng Vì thức này là chỗ để chịu cho các pháp hiện hành huân vào, nên gọi là sở tàng Thức thứ bảy chấp kiến phần của thức này làm ngã, nên gọi là ngã ái chấp tàng Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấu tột, chúng hữu tình từ vô thỉ đến nay cũng do thức này mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài tụng nói vơi vơi ba tàn không cùng tột. Biển tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên căn cảnh chủng tử và tác ý một phen thổi vào thì sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. Thức này có công năng duy trì chủng tử căn thân thế giới và chịu cho các phép hiện hành huân vào. Thức này làm ông chủ vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu sanh thời nó lại đến trước. Cổ nhân có làm bài kệ, để tả trạng thái người chết, trong lúc thần thức sắp rời thân xác, có thể kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. Chánh văn Đảnh thánh, nhãn sanh thiên Nhân tâm, ngạ quỷ phúc Bàn sanh tất cái ly Địa ngục khước tâm xuất Dịch nghĩa Thánh đầu, trời tại mắt Người tim, ngạ quỷ bụng. súc sanh hai chân xuống. Địa ngục bàn chân ra. Bài tụng thứ ba. Bất động địa tiền tài xã tạng. Kim can đạo hậu dị thuộc không. Đại viên vô cấu đồng thời phát. Phổ chiếu thập phương trần sát trung. Dịch nghĩa. Đến đệ bác địa bỏ tên tàn. Chứng kim can đạo không dị thuộc. Gương trí không nhơ đồng thời phát. Khắp chiếu mười phương vô số cõi lược giải hành giả khi tới bất động địa tức là bát địa trở lên thì thức này mới xả cái tên tàn thức mà chỉ còn gọi là dị thuộc thức khi đến vị đẳng giác được kim can đạo thì thức này không còn gọi tên là dị thuộc nữa vì lúc bấy giờ các chủng tử hữu lậu cấu nhiễm đã hết nên thức này được đổi tên là vô cấu thức chỉ còn thuần chủng tử vô lậu thanh tịnh nên cũng được gọi là bạch tịnh thức đến kim can đạo thì thức này được gọi là vô cấu và chuyển thành đại viên cảnh trí, nên trong bài tụng nói. Đại viên, trí, vô cấu, thức, đồng thời phát. Trí đại viên này chiếu khắp cả mười phương thế giới nhiều như số các sông hằng, và hiện ra báo thân Phật và hóa thân Phật để độ thoát chúng sanh tột đến đời vị lai. Tóm lại, thức thứ tám này vì trải qua ba giai đoạn, nên có ba tên khác nhau. Một, từ phàm phu cho đến bản thất địa, thì gọi thức này là tàn thức, A lại da hay dị thuộc thức